có nước bột cho người ta luôn vậy? Rồi nữa rồi. Chào mừng cả nhà trở lại với Thầy Duy Vlog. Đây là trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày 16 tháng 8. Phía gần trong trang phục vàng quần xanh là đoàn trường cao su Đoàn Văn Tiến. Phía xa trong trang phục toàn đỏ là Xí Nghiệp Chế Biến. Mọi thủ tục đã xong. Ở trận đấu này trọng tài thứ nhất là trọng tài Minh Triết, trọng tài thứ hai là trọng tài Thế Anh. Ở trận đấu thứ nhất, Đoàn Văn Tiến sẽ phát bóng trước. Do tính chất quan trọng của trận đấu này sẽ rất được chờ đợi và rất nhiều người theo dõi. Điểm đầu tiên cho Chế Biến, 1-0. Bên phía Chế Biến, Tâm đã chấn thương, không có tham gia trận đấu này. Còn Gia Thuộc thì trận đấu sau mới có Gia Thuộc. Một điều. Kết quả của trận đấu này cũng ảnh hưởng đến khá nhiều đội, trong đó có trận Quang Lưu và cả Long Hòa nữa. Điểm trong Chế Biến 2-1. Trời, không biết không, trời ơi, sao bắt bước bột cho người ta luôn vậy? Rồi nữa rồi. Chống chắn kiểu đó thì bệnh xé gió luôn. Điểm Chế Biến 3-1. Điểm Chế Biến 4-1. Điểm Chế Biến 6-1. Rồi, tính chất quan trọng của trận đấu này, bên phía Đoàn Văn Tiến khá căng cứng ở trong đầu trận đấu thứ nhất. Bước 1 cũng hỏng nữa mà. Bóng ngoài. Điểm Chế Biến 7-1. Nếu Chế Biến giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này thì đội vô nhất là đội Đồng Văn Lưu. Điểm Đoàn Tiến 2-7.
Điểm chế biến tóm rồi. Quá đẹp, đó là Trần Đình Tuấn. Điểm đoạn tiếng 3-8. Cấp bóng ngoài. Điểm chế biến 9-3. Điểm đầu tiên 4-9. Đây, đem bóng ngoài. Điểm chế biến 10-4. Điểm đầu tiếng 50. Phát bóng ngoài 11-5. Điểm đoạn tiếng 6-11. Quá hiền. Điểm đoạn tiếng 7-11. Đập bóng ngoài. Điểm đoạn tiếng 8-11. Ấy dùng cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra? Điểm chế biến 12-8. Điểm đoạn tiếng 9-12. Chắc đi quay rồi. Điểm chế biến 13-9. Các bóng ngoài. Điểm đoạn tiếng 10-13. Điểm chế biến 10-40. Điểm đoạn tiếng 11-14. Cái gì tối rồi hả? Vậy thầy học trong này trời lên. Sáng mai 8 giờ học, không biết học buổi ra ngày.
đây nó có công văn là mấy người mình đi họp và đồng ý hết. Em xã làm á, làm công văn cho mấy anh em đi thi đấu. Ủa sao? Nó bóng ngoài. Điểm đoạn tiếng 12-15. Bốn điểm cho biến 16-12. Mười bảy mười hai cho trái biếc. Sao em thấy hạt chia gì hết rồi? Em muốn chơi đó không có nghe có cái hạt chia nào hết rồi. Nó chia rồi hết rồi. Điểm đoạn tiếng 13-17. Thuận đã xuống hàng dưới rồi. Cùng ba phát bóng ăn điểm trực tiếp của Trần Đình Thuận. Điểm đoạn tiếng 14-17. Điểm đoạn tiếng 15-17. Đội xí nghiệp chế biến xin hỏi lần thứ nhất trong set đấu thứ nhất. Đã là lần thứ hai Trần Đình Thuận phát bóng ăn điểm trực tiếp rồi. Đã là 15-17. Khoảng cách chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Đã hết thời gian rồi. Tiếp tục 15-17. Điểm chế biến 18-15. Điểm chế biến 19-15. Cho vận động viên số 14 giảm vạch giới hạn của sân. Điểm cho biến 20-15. Điểm đoạn tiếng 16-20. Điểm cho biến 21-16. Điểm đoạn tiếng 17-21. Được nữa chứ. Quá cao. Bóng ở trên cành. Điểm chế biến 22-17. Đoàn Văn Tiến thay vận động viên. Số 2 vào, số 6 ra. Tiếp tục 22-17. Điểm cho biết 23-17. Không qua được trắng của mình rồi.
Sẽ bên ngoài điểm rồi chứ 18-23. Điểm cho biến 24-18. Điểm đoạn tiếng 19-24. Bóng ngoài 20-24. Mấy anh đừng làm vậy anh Tuấn, anh rung chứ. Còn có điểm mà ăn không đi. Để anh Tuấn anh rung mà. Để anh Tuấn rung nhất cho hoài hết đó. Quá mạnh. Xí nghiệp chế biến giành chiến thắng xí thứ nhất 25-20. Tạm thời dẫn trước 1-0. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Đây lại xe subscribe ủng hộ. Ngay góc luôn cho bộ. Thầy Di Vlog. Bốn chuyện đâu là.